dinh độc lập nào, ai đi chơi dinh độc lập nào. Đấy đấy, qua đường đây này, cái chỗ qua đường này. Đấy, điểm thứ hai nhá. Đứng yên, đứng yên. Thử cá đây mẹ, dần nào, thử cá đây. Ừ đã, đứng, 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 xé, đứng, đây, xé. Chưa rồi. Ơi. Bà ơi. Đi dính độc lập không? Đây mua vé không vậy? Thấy người ta vô đấy mà. Đi phải mua vé. Vậy. Đứng độc lập đây. Đi mua vé vô rồi đó. Dính độc lập chị ơi. Đây này, thấy không? Thấy dính độc lập không? Đó. Kiếm đi mua vé vô cái đã. Vâng. Thôi để mẹ đi mua vé. Mua vé. Mua đâu cửa kia hay mua đây vậy? Đó. Rồi em có cái bản vẽ chỗ nào không? Đây. Chị ba vé, hai vé người lớn một vé trẻ con. Ba vé. Hai vé người lớn, hai vé trẻ con. Chị là mấy người lớn mấy trẻ em chị? Hai. Hai người lớn mấy trẻ em? Hả? Hai người lớn hai trẻ em. Người lớn một trẻ con. Chấm chảo hồi em. Rồi, cảm ơn em nha. Đây, hai người lớn hai trẻ em. Sao? 65.000. Vô đây hả? Hai người lớn hai trẻ em. Dạ rồi. Đây. Đi nào. Đó. Đi. Đó, vô dính độc lập đó. Đó. Bao nhiêu vậy bác? Hình lớn vậy 50.000. À, tí nữa, tí nữa. À. Tí nữa em chụp điện thoại được.
nắng mấy chục hình chẳng chả ấy đâu. Nắng ở trong bảo tàng hả má? Đó vào bảo tàng mà nè. Nóng quá chết liệt á. Vào bảo tàng hả má? Thì ngồi vậy cái nào, chị dạy chị cho thì ngồi đấy đi đó, ngồi cho thì ngồi vậy em cũng vào đó con. Cháu ngồi đó đấy nha. Ở dính độc lập em ơi, Toán ơi. Đẹp lắm, dính độc lập đẹp lắm. Đó. Đấy, giờ. Phòng họp của anh ta đấy. Đấy, lần đầu tiên được vô dinh độc lập ấy. Chưa? Lên tầng 2 à. Đi lên lầu 2 rồi nè. Đi lên tầng 2 nè. Em ơi, cho hỏi đi lên tầng 2. Có đường cả rồi, cảm ơn em nha. Đi lên tầng 2 đi. Đó. Lên trên tầng 2 ra đi. Đó, những phòng học, phòng họp hồi xưa đấy. Các ông hồi xưa đó.
Đây, lên đây. Đến thứ hai hả? Nè, đi từng thang máy cho rồi. Lên thứ hai, thứ ba, thứ bốn cho nó nhìn xuống cho nó đẹp đó. Đây lên thứ hai đó, thấy không? Hồi xưa của các cụ. Vâng. Đây những cái đồ ấy cái đồ hồi xưa đó mà đang ấy nguyên này. Đấy, đẹp chưa nào? Đẹp chưa này? Chưa mới biết nè. Đây ra đây nóng quá. Đây đẹp này, quay vô đẹp này đó. Đẹp nè. Đẹp không? Nhìn lại đâu cái ngà tư à. Đẹp chứ nè. Mỏi tay lắm rồi, tôi không quay nữa nha mọi người.